thượng tọa, bao gồm: nguyên nhân thông thường là đĩa đệm cột sống lồi ra và đè trực tiếp lên dây thần kinh tọa. Đĩa đệm có nhiệm vụ giảm sốc cho cột sống, nhưng trong một số trường hợp có thể thoát vị và đè lên dây thần kinh. Các nguyên nhân khác bao gồm chấn thương, viêm khớp thoái hóa gây kích thích hoặc sưng dây thần kinh tọa, viêm đĩa đệm đốt sống, tổn thương thần đốt sống thường do lao, vi khuẩn, u. Hiếm gặp hơn nữa là dây thần kinh tọa bị chèn bởi khối u cơ, bị chèn máu trong, nhiễm trùng và biến chứng từ chấn thương như gãy xương chậu, chấn thương, mang thai. Triệu chứng đau thần kinh tọa bao gồm đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa, đau tại cột sống thắt lưng, lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. Tùy vị trí tổn thương mà biểu hiện trên lâm sàng có khác nhau. Tổn thương dễ L4 đau đến khuèo chân, nếu tổn thương dễ L5 đau lan tới mu bàn chân, tận hết ở ngón chân cái. Tổn thương dễ L5 còn đau lan tới lòng bàn chân, tận hết ở ngón út. Một số trường hợp không đau cột sống thắt lưng, chỉ đau dọc chân. Cơn đau có thể rất khác nhau, từ đau nhẹ đến đau nhói, đau hoặc đau dữ dội. Đôi khi, nó có thể cảm thấy như một cú giật hoặc điện giật. Nó có thể tồi tệ hơn khi bạn ho hoặc hắt hơi, và ngồi lâu có thể làm nặng thêm các triệu chứng. Thông thường, chỉ có một bên cơ thể của bạn bị ảnh hưởng. Một số người cũng bị tê, ngứa gian hoặc yếu cơ ở chân hoặc bàn chân bị ảnh hưởng. Bạn có thể bị đau ở một phần của chân và tê ở một phần khác. Thưa quý vị, dây thần kinh tọa, còn gọi là dây thần kinh hông to, là dây thần kinh dài nhất cơ thể, đi từ phần dưới thắt lưng đến tận ngón chân. Có hai dây thần kinh tọa trái phải để điều khiển từng bên tương ứng. Thần kinh tọa có ba chức năng chính là chi phối, cảm giác vận động dinh dưỡng, góp phần nuôi dưỡng các phần mà nó đi qua. Các căn bệnh trên là một trong nhiều căn bệnh xương khớp dễ bị mắc phải hiện nay. Căn bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Hiện nay, phương pháp cấy chỉ cắt cụt đang được nhiều chuyên gia xương khớp đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, không gây ra biến chứng sau này cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.